Nói đến Mỹ Kim là một khu dân cư có những cái biệt thự đơn lập và một biệt thự song lập đẳng cấp nhất tại Phú Mỹ Hưng, nằm trên đường Đăng Đức Thuật thuộc Phú Mỹ Hưng, quận 7. Khu dân cư này rất là yên tĩnh nha quý anh chị. Và hôm nay kênh Bất Động Sản Tiềm Năng sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp, ngang 10.75 nhân với 19, tổng diện tích công nhận trên sổ là 205m2 và tổng diện tích sử dụng lên đến 280m2. Trên và mỗi sàn đã xây dựng là 7.25 nhân 13.5 trên một sàn. Nhà có một cái tầm view rất là đẹp luôn, nhìn trực diện công viên và có hồ sen luôn. Hướng căn nhà là hướng bắc, đường rộng là 18m, pháp lý là sổ hồng hoàn công đầy đủ luôn. Và đặc biệt căn nhà này đang bán rất là mềm, giá này thấp hơn giá thị trường nhiều luôn, do gia chủ kẹt tiền nên cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm có thông tin về cái khu song lập Mỹ Kim, hãy inbox ngay cho Phước Sửu để lấy thông tin và gọi là đầy đủ về cái chi tiết về căn nhà này. Đồng thời quý anh chị cần thêm những thông tin về Phú Mỹ Hưng, về những tiện ích, về những cái sản phẩm đang chào bán tại nơi đây, thì inbox ngay cho kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về khu dân cư này nhé. Và hôm nay Phước Sửu sẽ đi chi tiết về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tọa lạc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến là những khu đô thị sang trọng và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Về vị trí địa lý thì Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị nằm dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, dễ dàng kết nối với khu vực khác qua cầu và kênh rạch tự nhiên. Với sự phát triển vượt bậc, nổi danh là nơi sống của nhất nhiều người thu nhập hiện nay, thì ít ai ngờ rằng 20 năm trước ở đây Phú Mỹ Hưng là một khu dân cư đầm lầy và hoang vu ha. Thì bây giờ là Phước Sửu sẽ chi tiết sơ qua Phú Mỹ Hưng gồm có những khu đô thị nào. Thứ nhất là khu trung tâm có 409 hecta, khu làng đại học khu B có 95 hecta, khu trung tâm kỹ thuật cao khu C 46 hecta, khu trung tâm lưu thông hàng hóa khu D 85 hecta, khu trung tâm lưu thông hàng hóa khu E là 115 hecta. Dân số sinh sống tại khu Phú Mỹ Hưng quận 7 tính đến khoảng 2020-21 tầm khoảng 50.000 người, đặc biệt có tới hơn 50 dân cư tại Phú Mỹ Hưng là người nước ngoài, đa số đến từ nhiều quốc gia như châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Một trong những lý do dẫn đến sức hút của khu đô thị này với khách nước ngoài đó là môi trường sống cực kỳ tiện nghi, hiện đại, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đa dạng phong phú theo hướng đa chức năng, chưa kể còn có nhiều trường học quốc tế và rất nhiều bệnh viện. Hệ thống tiện ích điển hình ở Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phú Mỹ Hưng được phát triển với 8 phân khu chức năng, trong đó có 3 khu tiện ích. Và những cái khu như Phước Sửu kể tên như là trung tâm thương mại tài chính quốc tế nè, khu Crescent Mall, khu y tế điều dưỡng và 5 khu dân cư như là khu văn hóa giải trí, cảnh đồi, khu kênh đào, Midtown, khu dân cư Nam Viên. Mỗi khu vực đều cung cấp những cái tiện ích riêng đảm bảo nhu cầu thiết yếu của khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều dự án có mặt tại Phú Mỹ Hưng và được khách hàng đón chào rất nhiều như Happy Valley, Hưng Phúc Premier, Urban Hill, Midtown Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều khu dân cư lớn ha. Bản đồ đi ăn chơi lại Phú Mỹ Hưng thì rất là thuận tiện, dễ dàng, bởi vì tất cả những cái khu dân cư này thiết kế theo dạng bàn cờ nên là tiện cho việc gọi là mua sắm, giải trí, ăn uống và rất là nhiều tiện ích tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, và sau đây thì mọi người cùng với Phước Sửu bay lay cam và để cảm nhận những cái gọi là cái tiến độ cực kỳ thần tốc mà 20 năm Phú Mỹ Hưng sau khi hình thành và phát triển trở thành một khu đô thị lớn nhất tại Việt Nam. Rồi, quý anh chị cần thêm những cái thông tin về khu đô thị này, inbox ngay cho Phước Sửu để có nhiều cái thông tin hơn về những cái sản phẩm mua bán ký gửi tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.